Thưa quý vị, sau giá nhiên liệu tăng, giá thực phẩm trở thành nguyên nhân chính dẫn đến rủi ro lạm phát cho các nền kinh tế ASEAN. Tuy nhiên, Việt Nam lại được hạ dự báo lạm phát dù chỉ giảm nhẹ. Theo báo cáo mới nhất của HSBC Global Research, sau một năm yên thắng so với các nơi khác trên thế giới, đầu năm nay áp lực giá tại các nền kinh tế ASEAN đã tăng lên đáng kể. ASEAN sẽ không tránh được tác động của giá cả tăng lên. Sau khi xem xét mọi khía cạnh, đã có một vài thay đổi trong dự báo lạm phát, nâng mức dự báo năm 2022 với Thái Lan, Singapore, Indonesia và Philippines. Trong khi đó, giảm nhẹ mức dự báo năm 2022 với Việt Nam về mức 3,5%, thay vì mức 3,7% trong dự báo trước đó. Do giá thực phẩm trong nước ổn định, nhiều khả năng sẽ giúp kiềm chế lạm phát toàn phần.